Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay thì ba anh em mình sẽ dẫn cả nhà đi trải nghiệm câu cá bóng dừa ban đêm. Hôm nay là cũng ngày tối nước nó hay lớn nè. Anh em cứ đợi nước ròng để cho cá bóng dừa nó ra, mà chờ nước ròng thì nó hơi khuya nên giờ nước còn lớn đi câu luôn. Nước lớn thì cá bóng dừa nó cũng ra bên ngoài nữa. Nên nay dẫn cả nhà đi câu đêm bóng dừa hôm bữa. Cả nhà biết hả? Biết trải nghiệm. Đó giờ câu ban ngày với lại mình đặt không à, chứ không có mà mình câu ban đêm. Nay câu ban đêm được hôm bữa. Đó, ở đây mấy con này mà nó tốn nó hết trơn rồi. Ê, à, ôi nó quá tự luôn này. Nè 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 nè. Tiêu tiêu. Ôi. Khoan khoan gọi gọi lại nè 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 nè. Từ 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 từ, anh thấy nó đèn không? Đó 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 đó, ngay anh đèn của chú Nhí luôn á. Thấy không? Trời ơi. Nó còn cái ngay ở dưới cái bọc lông đó. Nó đâu bên đây nè. Đâu bên đây chứ. Kìa, nó còn cái mình đen kìa đó. Em để tuốt tuốt nó, đừng để lên nghe mình, nó giật mình. Không thấy mặt nữa. Nó núp rồi đó, nó núp rồi đó. Ôi. Núp cục mồi luôn rồi. Quá tự luôn. Núp cục mồi luôn rồi. Ấy. Dạ. Ừ, cái thôi. Đây nè, con cá này nãy Bin thấy nè. Mập quá con ha. Ôi, nó mập. Thấy không? Thấy nào không? Hai con. Ê, khoan từ từ. Hai con. Lấy lên đèn anh nhí. Đây hai con luôn cả nhà ơi. Nó nằm kìa. Xuống tiêu. Còn bự. Đây con nè. Ờ đen con nè. Anh từ từ thôi. Đó đó đó. Nhấp vào bên con quận. Đó, hai con ăn được luôn á. Ê tiêu, anh bắt công an bắt cưng nha. Ê, chụp. Con chạy tiêu rồi. Cái đó nó cũng ở đó hả? Nãy cái con này ăn chạy đâu qua đây hả? Nó chưa chạy mà. Nãy thấy hai con ăn lượt luôn á. Hai con ăn lượt. Còn con bên đây đâu tiêu vậy? Đục quá. Đâu từ từ từ. Chút xíu nó tầm rồi hả? Im đừng nhắc. Ba con lượt luôn ghê chứ. Đó mà nó nằm gần quá thì nó quậy là dễ hả? À. Tiêu con thấy không tiêu? Ý vô thấm thằng ra luôn hả? Đi. Nãy thấy mấy con người ta. Nãy đi khảo xét địa hình thấy mấy con luôn á. Ngay chỗ đó có con đen đen nữa hay gì á. Đây này đi, này. Cái đầu nó để ngoài á. Ừ, đầu nó đó. Nó tới, từ từ. Cái thế đó thì cũng khó giật rồi nha. Khó giật rồi. Ê, rồi nó quấn công nhợ của mình luôn rồi. Rồi. Ê ơi. Dướng gì vậy? Còn quá đó. Nằm. Ồ, Nguyễn Thị Lì ha. Đó, chết mày liền. Hơi nó đã lì á. Quá lì. Tối anh em mình đi câu quá lẹn quá sớm quá, chó quá thì chó luôn rồi. Số thứ mà hai em luôn á, gán lẹ lẹ anh em ơi. Để cho bà con cô bác ngủ. Nó tiêu, thấy không? Đúc vô miệng đó. Đó. Nó vô miệng rồi. Vô, lụm. Nó ra ngay chỗ nước cạn hay nhiều lỉ vậy hả? Chưa ra nữa hả?
Còn con nữa. Hai con. Nhưng mà giờ con kia nó lặn rồi. Còn con bự hơn. Trời ơi. Nó lì thiệt chứ. Lại dính con nữa. Còn một con bự nữa đây nè. Con thấy anh thấy là không phải con đó. Thôi tôi ngáp xuống thử tiêu vậy, nó chắc nó ụt dưới rồi tiêu rồi. Con hồi nãy nằm đây nè. Ừ, ngáp ngáp vô. Đó, nó ngay chỗ nó trình lên thấy chưa. Cái đuôi nó đưa ra hay gì đó. Nó dính rồi đó. Dính rồi. Nhỏ nó hả? Vậy thôi nó đó. Từ nãy giờ anh em mình cũng được mấy con rồi nè cả nhà. Thôi ghét không? Đừng đạp để cho mê gọng sớm mai anh em mình mới xử được. Vậy chết. Đạp cho đau nó nhả thôi. Nhảy có con thò lòi này câu không? Bỏ đi. Đừng. Ê, con bự. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời, gì lẻ vậy? Mày khóc cho mày luôn. làm lại cái nước coi, cái còn không? Ê ơi! Nửa tiêu! Ôi, không tính được. Đỡ xuống. Nữa. Hôm nay nó gom lại cái dũng này mấy câu như vậy ta. Thôi chắc hết rồi á. Ê còn nữa. Trời ơi không tin được. 4 con 5 con rồi. 5 con rồi. Cái nữa. Cái nữa không? Còn nữa. Ê còn luôn. Ghê vậy tại. Nhấp nó hay là thấy hả? Nhấp đại. Hồi nãy thấy hai con. Nhấp đại nó ăn hả? Ừ. Nguyên gia đình của nó đây hay gì á? Không ngờ. Tối cá nó đói lắm. Gần nhấp đường ngay mép lá coi. Trời trời. 5 con phải không? Nhấp đường mép lá bên kia coi. Rồi, nó nhát luôn rồi. Đường mép lá thử đi tiên. Nãy cũng bỏ mà. Đúng rồi, chỗ này không 5 con trời. Không tin được. Cái này mấy cái con màu trắng trắng là mới câu lên á. 2, 4 5 con lận. Trời ơi. Con này khác con nãy. Ừ. Con này nhỏ hơn nãy không? Ừ. Nãy nó bự. Con nãy bự hơn. Nó chắc rồi. Đi quá. Còn cái kia. Còn nó còn nằm luôn á. Mà nó bé hơn à. Rồi nó ăn rồi dính. Ừ, nó ăn miếng này nha. Đổi cái kia luôn rồi. Kìa, đó. Hai con luôn rồi chứ, hai con luôn. Ủa, không phải. Đúng rồi, cứ nhẹ nhẹ đi. Ồ. Hay quá. Đổi cái không hề. Bậy tiêu. Con nhộng nó còn
Nè tiêu 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 nói này tiêu. Nè nè. Nè 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 nè. Nó nằm á. Nằm cũng khó thấy quá. Trời nó đừng làm quản nó chạy. Nó nghe cái bụi tanh là nó lậm mà. Rồi rồi. Chụp luôn. Trời trời. Mày nó xảy tao bắt mày bắt mày nữa. Trời trời. Nó lộn quá. Nó trơn quá. Bắt thằng lòi luôn nè. Kìa nó kìa. Nó kìa cái nhà ơi. Để cái thùng vô sẵn đi. Ủa, để xong á. Lọt dưới rồi. Nó nút mà. Biết. Nó chưa nút. Nó đây câu nữa này nha. Nó đây câu nữa này cả nhà. Dưới dính gì vậy? Ghi lên đẩy coi. Đừng động nó chạy. Nghe con cọng dứt rồi. Cái gì? Này nhí nhí lại nhí nhanh tay chụp con này luôn nhí. Con cọng nó cái gì nó quất rồi. Nắm lại ghi lên đi này nhí. Ơi, kì kì thấy không? Cả tao. Con ngán kìa. Ê, con lươn, con lươn. Ừ, con lươn nhỏ à, kệ đi. Thiếu cái không vừa đi. Lương hả? Lương, lương. Lấy cái thùng để qua đây nhí. Ê, được đâu rồi? Nhí, nó này nhí. Còn con nữa, còn con nữa. Đâu? Từ từ, từ từ. Lỗ đó hả? Từ từ, nghe nó rồi. Rồi, 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 rồi. Nhí chuẩn bị chụp nè. Rồi. Kìa kìa, nó nằm đó đó. Ừ. Con mấy đây nè. Ừ nè, đó đó, ừ rồi. Rồi. Nghe hai em luôn á. Từ từ nha. Con nó bự lắm á. Đó, rồi rồi. Rồi con rồi. Ngon vậy tao. Bự không? Bự. Ba rồi. Nó nuốt luôn rồi. Rồi lấy. Ơ lẻ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Có chừng nó con kia phóng ra. Nãy hai anh em chụp được hai rắn mà bên gấu á, bên quay không được. Nên lấy cái gỗ đậy lại luôn cả nhà. Ê ê ê. Nó đúng. Trời ơi con này đùi á. Nhít nhít đậy. Nhít nó. Thấy cái đùi nó chứ không thấy cái đầu hả? Ờ, kìa đùi nó kìa. Kệ nó hơn xui. Để vô cái mình nó đi tiêu. Đó đó, cái lá. Ở giữa lá tì với lá lắm không ngọn. Đó nó về lại ăn chắc rồi vậy nè. Thì ve, mình ve luôn đi. Đó nó ăn kìa nó chạy tới rồi. Rồi lượm nguyên con. Đấy. Vô. Con chừng gắn hồi ra nha. Thấy làm nguyên con là thấy rồi. Con này thôi. Từ từ từ. Nhẹ thôi nha. Để sẽ sang miếng. Trời ơi, nó nguyên công luôn rồi. Đây, quá bự. Ôi, từ từ luôn. Đây, con gắn nè. Có con chảy cá kìa. Không có đâu, con cá không chạy được đâu, nó ăn hết cái bộ luôn rồi. Còn con cũng bột trở được gần cả đó nữa. Đây nè, nó bên đây nè Tiêu. Rồi, nó ụt rồi. Từ từ, nó nằm nằm rộng đây nè. Con mất tiêu rồi. Nè, nó nè. Chặn đầu ngoài. Ừ, nhẹ thôi. Cho mùi tanh tanh tới đi. Rồi. Rồi lâm rồi. Từ từ, kệ nó đừng ép. Đó, đó nguyên con. Rồi dương. Trời ơi, chết luôn. Nó còi y chang chỗ cũ, y chang chỗ cũ. Cái đuôi mấy anh đây nè. Y chỗ cũ Tiêu ơi. Nhẹ thôi. Đó, gầy gầy lại nó thôi. Ăn liền mà ăn đói à. Ấy. Ấy, nó chạy. Rồi. Ôi. Chết luôn. Nó nhả ta. Nó chạy như ba tay vậy. Chạy ngoài ơi. Chiến lợi phẩm của anh em mình đi tăng 2, tăng 1 bên nãy bên cất ở bên gạo Tung Lưu rồi. Con này nó chất lọt rồi nè. Cái gì? Mắt đục rồi nè. Đây. Đây nè. Bị gì? Mắt đục. Ừ, đục rồi. Đang lọt quá hả?
Rồi hai cái này cho vui, hai cái này cho vui dìu. Chụp cái đầu luôn đi Tiêu. Chụp cái đầu đi. Mai anh em mình có bữa cơm hơi bị ngon rồi nha. Thả cho ăn cánh con nuôi đi. Ừ. Rồi, cho vô luôn. Đây, đây là hai dẻo gắn của Vin nè. Mấy chục con. Để cho nó vô đây luôn. Đi bắt con cá. Con vừa gặp hai gắn à. Đây bên kia, bên kia, bên kia. Ok. Rồi cho vô đây luôn. Thay đại vô. Rồi cám vừa kia gọng lại mà anh em mình kiếm món gì làm ngon ngon ơi. Tính tính ngày cũng túng mánh hôm bữa sáng chứ bộ. Hả? Đó, đây nè. Nè, đang lọc rồi. Đó. Đang lọc. Tại hết mấy cái tê của tôi rồi đó. Rồi, chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Giờ ba anh em mình sẽ đi hái lá cá sử mấy con cá không vừa hồi tối anh em mình câu được cả nhà. Mẹ nhánh đi. Ờ bẻ nó bẻ bẻ đây. Bẻ nhánh. Bẻ nhánh đi mai mình ăn nữa. Ôi lần sau mình ăn nữa. Múc nó ra à. Cá bông dừa nướng lá cách xiên que. Ờ đây chỗ đó nó cầm đó. Mấy lá già lọc. Cái phải phải. Lá thứ từ tên ngộ xuống lá thứ 6 mới ngon. Thứ 6 thứ 7 xuống á mình nướng á nó già già nó non quá nó không có thơm. Bẻ sâu sâu đây kêu mốt phải mua cái nó ra đột non lo mẹ. Ở nhà bên có mấy cây luôn kìa mà không có chặt. Cửa giường kế bên mà không có chặt sát gốc. Chặt nó mới ra nhẹ. Chặt nó mới non mới ngon. Nó chắc là ngộ lắm chặt nó mới ra. Ăn bởi vậy ai mà bữa lá cánh nhà mà qua hái lá không công an bắt. Không chặt nó có ra nhiều. Càng hái lá là một lá nó càng ngày càng ra nhỏ hoài luôn. Đây nè cả nhà, chiếc lên phẩm của ba anh em mình đi buổi tối nè. Quá đã luôn. Công mà từ nước rồng thành lên nước lớn luôn á. Ê. Bữa nay anh em mình sẽ quấn lấy cách nướng đó nha. Thôi nó bay quá. Thôi. Thôi. Đó. Coi tới. Ơi. Hai con rắn hồi tối thả nuôi nha cả nhà. Nó bé lắm. Nó nhỏ quá mình nuôi nó. Bay quá trời ơi, bỏ vô cái túi lưới đẩy lại. Túi đâu mà bỏ. Đó. Đủ. Gì nữa. Tệ lóc qua tới bên đây luôn nè. Ê trời trời. Đây giả chiến thì không có cái túi ngon lành nữa đây nè. Nè nè, nãy nó bay bên đây mấy con mà Tiếu. Bỏ đi ha. Hãy thưa xuống mùa nào cái đi. Nuôi nó đi. Chắc mấy nhỏ bỏ đi. Nè nè, mấy nhỏ nè. Đang thấy bự thôi. Ừ. Thầy, hồi tối cả nhà sợ không có cá nên câu mấy nhỏ câu luôn. Nay có bự cái hạ mấy cá nhỏ lại. Nuôi mốt bắt lên ăn tí. Thử sống. Ngon lành. Cả mua giờ anh em mình mần thôi. Nó có chứ anh mà bó lúa chè tắn rồi kìa. Biết nào quả đã luôn cả nhà. Ở bự 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 không à. Tối câu cả nhà coi thấy đã không. Nó nhảy nhảy thấy đưa mồi xuống làm cóc. Vui. Chóc chóc liền. Bự 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 không chứ bộ vậy hả. Ừ. Mấy con nhỏ thả hết rồi. Tại sợ thì không có, mình câu mấy con nhỏ luôn. Ừ. Không có bự rồi. Chú khúc nước lớn anh em mình lại vô ha. Ừ. Khúc nhỏ, khúc nước mà sắp lớn có vài con à. Đi ra múc ngoài còn luôn. Con bự để đầu nha. Cái này chắc bự không, để đầu hết đó. Thì khó mần lâu. Cái này mần xong rồi cái nhà hơi xíu cái mình chà nó lại cái nữa. Đây, cá không vừa nãy anh em mình mần xong rồi cái nhà. Còn cái này là bị đâm tỏi với một muỗng ăn canh sa tế nha. Với nửa uống cà phê đường bột ngọt muối luôn cái nữa nữa à. Này mình ướp sơ sơ cho nó thấm ở trong cái con cá thôi chứ quan trọng là cái chén muối ớt của mình á nó ngon dở lên chén muối ớt đó đây nó sắp cho nó bớt nước cái mình ướp anh em mình ướp cho nó thấm xíu rồi đi nhúng lửa đi rồi chút xíu nữa mình trả lời quấn nó nha cho nó thấm thôi vô quá vô 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 mà câu bốn vừa buổi tối thấy hấp dẫn à. Ừ. Tại vì mình thấy nó rồi cái mình bỏ xuống nó dứt à. Nó bò ra. Nó chứ không có nhấp nháp bọng như buổi sáng. Buổi sáng mình nhấp nháp bọng nhiều khi nó không có ly kỳ. Con này mình thấy nó sẵn luôn. Mình bỏ đút cái tóc. Ginh mày lên. Đây,
giờ thì mình để cho nó thấm nha, chút xíu nữa rồi mình sẽ cuốn á. Nó còn bự trước đây, cái này chắc nhiều phải cuốn toàn thôi, cái dài hơn cái lá cách. Ý là mình lựa cái lá bự nhất rồi đó. Đây, xong phân. Một con à, để sẵn như vậy luôn, cái hơi còn cái phần nước chấm, nước ướp ngoài á. Quét quét này phải không? Quét quét lên. Không luôn. Không có, mình để cái mặt dưới xuôi mình nướng á, mình nướng xong hơi cái nó quét quét lá cách là. Giờ mình để sẵn lên dĩ luôn, hơi cái mình bắt lên luôn là xong á. Cái này nhỏ quá, mình làm mấy con bự trước đi. Bây giờ mình cuốn hết mấy con bự đi, mấy con nhỏ chút mình tính sao. Đây, cái phần quan trọng là phần này nè. Cái phần nước quét phơm. Ờ, còn cái nước này nè cả nhà, mình sẽ gưới gưới nó lên. Gưới nhẹ nó lên thôi. Gưới tên này nó sẽ chạy dưới à. Một xíu mình sẽ lăn mình tở nha. Chứ không có dầu này là nó lấy cách nó xấu luôn á. Héo liền, để vô nó héo lắm. Thấy chưa, được chưa, được chưa, hấp dẫn chưa. Không cần mấy cái tỏi, chỉ cần cái nước thôi. Cái tỏi mới không thì nó khét nữa. Ừ, trời ơi, nhí đúng nhỏ luôn á. Nói cái gì nhỏ, nhí để đem ra chút luôn. Nữa trời ơi, hên ha. Chưa đi sao luôn, con hen rớt đầu. Em đã rớt đầu rồi. Dài quá hả? Ngắn quá chứ dài quá gì. Sao nói gan tay. Rồi, mày im lại, vậy im lại. Kêu 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 kêu. Tại gắt to lên á, cho nó im á. Ok rồi đó, chờ xíu nè. Nó xèo xèo luôn ha. Ồ, nó chín nè, nó sôi ầu ầu luôn thấy không? Đó, cái nước ấy thôi á. Chín rồi, chín rồi. Cho cá ăn, cá bơi vòng vòng cả nhà xem chơi. Này sẽ là căn cứ địa của ba anh em. Mình cứ làm bự bự, mốt mấy anh em mình có làm vòng vòng đây nhiều quá. Kéo anh em lại, làm bữa nào đi. Rồi, chén mướt nè. Vừa ngồi ăn vừa coi cá luôn kìa. Cá nó quậy cả nhà. Được, nó lẹ đi. Nó lăn lăn thôi. Cá lại kìa nhà ơi. Ờ, quá trời luôn. Nổi thơm. Đây, xuống như vậy. Mời cả nhà nha, mời cả nhà thưởng thức món ăn mời cùng ba anh em mình. Mời cả nhà thưởng thức. Rồi, vô thôi, vô thôi. Đây công sức của ba anh em này. Nó còn nóng lắm á. Nóng à. Nóng lắm luôn. Rồi, nó thơm dữ dằn thật chứ. Mùi sa tế, mùi nóng quá. Cầm cái chót á, nó ít nóng hơn. Chín hết luôn nè cả nhà. Không được nhỉ? Thơm á, thơm sa tế nè. Chút sa tế nè, lá cách nè. Ngọt, ngọt của cám dừa. Cám dừa. Cám dừa nướng là bao ngọt rồi. Cái con gì mà nướng ăn là ngọt. Có cài cộng nguyên chất á. Lâu qua chứ hết chất đâu. Nó còn bự bự, nó còn cạm xương á. Ngày từ rồi. Còn nữa đây. Dạ để cho mọi người coi luôn. Để một con nha. Đây, chín hết luôn rồi cả nhà. Đó, da khối luôn. Quá đã. Thôi, lỡ giặt ra rồi làm vậy đi. Chút xíu nữa là ăn cái khe sao nguyên con. Nó còn cộng cạm xương ha. Mấy cái con bự á, cái này mình nướng rồi ăn thịt ngọt ha. Cái xương cũng còn cộm mà, đâu có tèn được.
giòn như bánh tán rồi. Hôm nay mà mình để xíu nữa là giòn dữ nè. Ừ. Khô rồi chứ. Nó ngọt hả? Tính ra mình làm vậy mình ăn giống như pin á, dễ lùa xương ra. Đúng rồi. Mấy con bự á, nhỏ thì mình ăn nguyên con được. Đúng rồi, mấy con nhỏ mình làm được. Con này mấy con bự khó khó cái xương á. Mình xé thịt ra xong đi. Còn phải riêng cái bóng dừa này mà phi lê được á. Phi lê luôn hả? Ừ. Khó à, nó nhỏ quá. Ơi thịt nó đáng tươi à. Nó bự à. Con dừa nướng ngọt lắm, ngọt lắm mà. Nóng. Đúng rồi, ấy là vậy á, cái mình lấy miếng xương ra cái mình quấn ngược nó lại. Tại cái nhỏ quá phi lê không được á. Cái xương giữa cộng quá. Mạnh ra. Đút cái xương giữa ra. Đút xương ra cái quấn tới lại. Gói trở lại. Dứt. Đây, quấn ngược tới lại. Lấy cái xương bỏ ra. Cuốn một cái rồi. Không bị cơm nữa ngon. Như vậy thì mình sẽ thơm á cát rồi ngọt của cáo. Dễ ăn hơn. Hỏi lùi xuống. Cá này xong mình lấy được. Đâu có lóc thật nổi. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Cái cá phi lóc thật còn nhỏ. Cá này người ta nói là nuôi lâu năm không có được. Nó lớn nó rủ hả? Nó rủ hết chứ. Thôi vậy mốt mình coi. Coi mình làm bằng lần đấy. Để nó chết như vậy à. Chứ con cá tai tượng thì nuôi nó lâu năm nhất như cái ta á. Nhưng mà cá tai tượng phải bít mương nó lại. Bít mương đâu cho nó nứt ra vô. Nứt ra vô cá tai tượng nó hết. Cá ta cũng vậy. Không quá. Không mà chị ăn mấy con nghe chút xíu một tiếp. Thôi thôi mình bye bye cái nhà đi chút xíu anh em làm tiếp ha. Để cái nhà chờ lâu, thưởng thức món ăn nhớ cũng ngon à. Bye bye cái nhà nha.